Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi tối ngày 15 tháng 6 năm 2023. Bây giờ là 23 giờ 10 phút. Và như phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn thấy, có hàng trăm người đang đứng để mà xếp hàng nối đuôi nhau sau khi mà lấy hành lý tại băng truyền. Bây giờ phải xếp hàng để mà chờ đưa qua máy soi chiếu khai báo hải quan trước khi ra phía ngoài cửa A1. Trong buổi tối hôm nay, Tường Vũ Channel tiếp tục cập nhật tình hình trực tiếp tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều chuyến bay hạ cánh đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, Đài Loan. Không ngờ ngày hôm nay ở tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lại phải xếp hàng dài đến như vậy. Ngày hôm nay các chuyến bay hạ cánh sau 23 giờ từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có rất đông kiều bào bên nước ngoài trở về Việt Nam, đặc biệt là các anh chị Việt kiều Mỹ bay quá cảnh tại Hàn Quốc và Nhật Bản đang xếp hàng dài nối đuôi nhau để làm thủ tục khai báo hải quan trước khi ra khỏi cửa A1. Kính thưa quý vị, trên màn điện tử thể hiện bây giờ là 23 giờ 13 phút và các chuyến bay hạ cánh muộn lúc 23 giờ 45 phút đến từ Narita, Tokyo, Nhật Bản, và lúc 1 giờ cũng có các chuyến đến từ Incheon, Seoul. Ngày hôm nay trên bản điện tử chúng ta thấy hầu hết các chuyến bay hạ cánh trễ rất là nhiều, hơn 1 tiếng đồng hồ. Chẳng hạn như chuyến bay đến từ Thái Bay của Đài Loan hạ cánh kế hoạch là 21 giờ 25 phút nhưng mà dự kiến là 22 giờ 50 phút của chú anh chị và các bạn. Hầu hết các chuyến bay trong đêm ngày hôm nay hạ cánh trễ hơn. Trong buổi tối hôm nay cũng có khá nhiều chuyến bay đến từ Hồng Kông, Đài Loan, rồi Nhật Bản, Singapore, Bangkok của Thái Lan. Đây là bản điện tử ở tại khu vực sảnh chờ A1. Mình đang có mặt ngay cửa đến A1 để cập nhật tình hình bà con đến để mà đón Việt kiều về nước như thế nào trong đêm khuya ngày hôm nay. Hơn 23 giờ đêm rồi. Và kính thưa quý vị, trên bàn điện tử chúng ta thấy đang có rất đông bà con đứng để mà chờ đợi nhìn thấy người thân của mình. Chắc chắn trong đêm ngày hôm nay bà con sẽ chờ rất lâu và mệt mỏi, ngồi buồn ngủ luôn, nhưng mà cũng phải ráng chờ đợi để mà đón được Việt kiều về nước. Hầu hết các chuyến bay trong đêm ngày hôm nay hạ cánh trễ hơn so với kế hoạch ban đầu. Bà con đang ngồi, đang đứng thấp thỏm chờ đợi, nhìn ngóng mỏi mòn ở tại cửa đến A1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là hình ảnh trực tiếp được ghi hình qua kênh YouTube Tường Vũ Channel để gửi đến quý vị và các bạn, đặc biệt là những anh chị cô chú đang sinh sống làm việc bên hải ngoại, chưa có điều kiện trở về Việt Nam hoặc là đã trở về rồi và bây giờ thì đang có những người thân của anh chị đó đang về Việt Nam. Trong thời gian vừa qua cũng có khá nhiều lời yêu cầu để ghi hình tại phi trường, nhưng thật sự Tường Vũ Channel cũng rất tiếc và thành thật xin lỗi đến tất cả quý vị và các bạn. Mình không thể nào thu xếp được thời gian trong các khung giờ hành chính và một số khung giờ khác, cho nên thật sự cũng rất tiếc. Và phía trước màn hình của cô chú anh chị các bạn thấy đang có rất đông kiều bào cũng như là du khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Á hạ cánh ở các chuyến bay quá cảnh tại Hàn Quốc rất đông. Cái đây khoảng một vài phút thôi thì có một anh Việt kiều Mỹ đẩy hành lý ra phía ngoài gặp người thân đón ở bên cột số 5, số 6 đó cô chú anh chị. Thì anh có nói là kể từ lúc hạ cánh cho đến khi mà đẩy hành lý ra phía ngoài này thì mất khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là mất khoảng 120 phút mới đẩy được hành lý ra phía ngoài. Như vậy có thể nói rằng là trong đêm ngày hôm nay cực kỳ đông du khách kiều bào trở về, cho nên là
cái việc mà làm thủ tục sẽ chậm hơn, cũng như là việc mà chờ lấy hành lý sẽ lâu hơn. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã xem kênh YouTube Tường Vũ Channel, nhưng mà chưa có ủng hộ đăng ký thì vui lòng cho Tường Vũ Channel một subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Với những lời động viên chân thành góp ý của tất cả quý vị là niềm động lực cổ vũ tinh thần rất lớn cho kênh YouTube Tường Vũ Channel. Ngày hôm nay tại sảnh chờ A1, A2 chúng ta thấy phía bên tay trái màn hình, bên tay phải màn hình đang có rất đông, và đây là phi công cũng như là tiếp viên của hãng hàng không Vietjet Air, trang phục rất dễ thương, trẻ và năng động, rất đẹp. Thật sự thì đối với tiếp viên hàng không, công việc của họ cũng chịu rất nhiều áp lực. Áp lực về thời giờ bay, rồi áp lực phải phục vụ hành khách, phục vụ phải chu đáo, ân cần với hành khách, áp lực rất nhiều. Nhắc đến tiếp viên hàng không thì mới đây một hãng hàng không hàng đầu của Úc đã cho phép tiếp viên nam hàng không được phép trang điểm. Đó là hãng bay Qantas sẽ cho phép thành viên phi hành đoàn không phân biệt giới tính được tự lựa chọn đi giày đế bằng, trang điểm và để tóc dài luôn. Đó là theo thông tin mới nhất vào ngày 9 tháng 6 năm 2023 thì hãng tin AP dẫn thông báo của hãng hàng không quốc gia Australia Qantas cho biết hãng bay này vừa đưa ra nhiều thay đổi về quy định trang phục của thành viên phi hành đoàn sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhân viên và mong muốn hiện đại hóa môi trường làm việc của họ. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động hơn một thế kỷ của Qantas, nhân viên hãng bao gồm phi hành đoàn không phân biệt giới tính sẽ được quyền tự quyết định để tóc dài nhưng phải buộc gọn hoặc là búi tóc, và tự quyết định trang điểm hoặc không, được quyền đeo kính thay vì sử dụng kính áp tròng và đi giày đế bằng. Như vậy kể cả tiếp viên nam cũng có thể để tóc dài trang điểm của chú anh chị. Tất cả nhân viên của hãng cũng sẽ được phép đeo trang sức bao gồm đồng hồ, khuyên tai. Tuy vậy họ vẫn phải tuân thủ một số quy định như mặc quần tất kèm với váy hoặc che hình xăm trong thời gian làm việc. Một phát ngôn viên của hãng hàng không Qantas cho biết việc thay đổi quy định nhằm giúp nhân viên thoải mái hơn, dễ chịu hơn và thực hiện nhiệm vụ khi mặc đồng phục sẽ tốt hơn và tự tin hơn. Với những thay đổi trên cũng như áp dụng đối với nhân viên thuộc công ty con của Qantas, đó là hãng hàng không giá rẻ Jetstar. Không riêng Qantas, trong những năm gần đây, một số hãng bay khác trên thế giới cũng điều chỉnh quy định trang phục để tạo điều kiện cho nhân viên thoải mái hơn khi làm việc, kính thưa quý vị. Vào năm ngoái, tức là năm 2022, thì một hãng bay của Anh, Atlantic, cho phép nhân viên tự chọn loại đồng phục nào mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Theo đó thì tiếp viên nam có thể mặc váy luôn khi làm việc. Nhân viên của hãng cũng có thể đeo bản tên, ghi danh xưng mà họ muốn được gọi. Cũng trong năm 2023 vừa qua thì hãng hàng không của Anh British Airways đã cho phép tất cả thành viên phi hành đoàn trang điểm, để râu và xỏ khuyên, đeo trang sức và sơ móng tay luôn của chú anh chị và các bạn. Phải nói dần dần thì chúng ta cũng bắt đầu cởi mở hơn, làm sao để mà tiếp viên hàng không cảm thấy thoải mái nhất, nhằm tạo cái điều kiện cũng như là cái tinh thần của họ để họ phục vụ tốt hành khách nhất, mang đến nhiều cái trải nghiệm thú vị đối với những hành khách chọn lựa những cái hãng hàng không.
Như vậy trong buổi tối ngày hôm nay nhìn chung cũng đang có khá đông kiều bào trở về Việt Nam. Bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều du khách quốc tế nữa cô chú anh chị. Quay trở lại với vụ việc 5 khách nhập cảnh vận chuyển ngoại tệ trái phép trị giá 14 tỷ Việt Nam. Theo đó thì 5 vị hành khách này trên 2 chuyến bay có hành trình từ Ba Lan quá cảnh qua Dubai và Doha đến sân bay quốc tế Nội Bài đã vận chuyển trái phép 352.000 đô la Mỹ và 245.900 euro. Như vậy tương đương với 14 tỷ Việt Nam đồng của chú anh chị. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Hải quan cho biết Cục Điều tra Chống Buôn Lậu phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay EK394 và VR976 có hành trình từ Ba Lan quá cảnh qua Dubai và Doha đến sân bay quốc tế Nội Bài. 5 hành khách này đã vận chuyển trái phép 352.000 đô la Mỹ và 245.900 euro, quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng 14 tỷ cô chú anh chị. Theo như Tổng cục Hải quan, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xác minh làm rõ hơn, xem thử đường dây vận chuyển trái phép ngoại tệ số lượng lớn, giá trị lớn vào Việt Nam như thế nào. Như anh chị cũng biết, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu, mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam, tiền mặt trên 5.000 đô la Mỹ hoặc các loại tiền ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Tổng cục Hải quan cũng đã cho biết thời gian vừa qua thì tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua đường hàng không đang có chiều hướng tăng rất cao. Chính vì vậy cho nên nhằm chủ động phòng ngừa thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường chặt chẽ hơn nữa để bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là mang ngoại tệ nước ngoài về Việt Nam vượt trên 5.000 đô la Mỹ nhưng không khai báo. Phải nói đây là một trong những vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ số lượng lớn như vừa rồi của chú anh chị và các bạn. Như vậy với việc mang ngoại tệ trái phép vào Việt Nam, khi bị phát hiện xử lý thì sẽ chịu mức hình phạt như thế nào? Trong vụ việc 5 hành khách từ Ba Lan quá cảnh qua Dubai và Doha trước khi đến với phi trường quốc tế Nội Bài đã vận chuyển hơn 352.000 đô la Mỹ, và nó một số tiền rất là lớn của chú anh chị và các bạn. Như vậy đối với việc mà mang trái phép số tiền lớn như vậy thì sẽ bị xử lý như thế nào? Theo như luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã cho biết, căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam, tại thông tư số 15/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quy định rất rõ là đối với cá nhân khi xuất cảnh, khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu, mang theo ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam, tiền mặt trên mức quy định thì phải khai báo với hải quan cửa khẩu trên 5.000 đô la Mỹ, cô chú anh chị và các bạn phải khai báo với hải quan ha, hoặc là các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trên 15 triệu Việt Nam đồng thì cũng phải khai báo với hải quan luôn. Như vậy đối chiếu với quy định này thì chắc chắn là 5 hành khách đã đem 352.000 đô la Mỹ và 245.900 euro, như vậy đã vượt quá mức quy định, do đó phải thực hiện khai báo hải quan.
cửa khẩu khi mà nhập cảnh, đặc biệt là khai báo ngay tức khắc tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Mặc dù thì pháp luật không giới hạn số ngoại tệ mang ra nước ngoài, nhưng mà phải làm thủ tục khai báo với hải quan. Tuy nhiên thì tại trường hợp 5 hành khách vừa rồi đã thực hiện mang ngoại tệ trái phép, tức là không thực hiện trong cái việc mà khai báo với hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, kính thưa quý vị. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 10, Nghị định 128-2020, Nghị định Chính phủ thì người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc là bằng các loại giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu đó, thì chúng ta phải khai báo với hải quan nếu như chúng ta mang số tiền vượt quá quy định. Và như vậy thì mức phạt như thế nào anh chị? Mức phạt có thể từ 1 triệu cho đến 20 triệu đồng. Và theo như luật sư Hùng này thì thậm chí các đối tượng vừa nêu ở trên, tức là 5 hành khách đến từ Ba Lan đó, còn có thể chịu mức phạt là truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Về tội vận chuyển trái phép ngoại tệ khi mà vào Việt Nam. Vì số tiền vận chuyển trái phép lên đến 14 tỷ, nên có thể các đối tượng này bị phạt tù, mức cao lên đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội sẽ có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, kính thưa quý vị. Như vậy, luật quy định rất rõ, cho nên khi chúng ta mang ngoại tệ trên 5.000 đô la Mỹ, tốt nhất là chúng ta nên khai báo với hải quan trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Kính thưa quý vị, mới đây nhất thì một vụ hành khách sau khi đáp chuyến bay tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đánh rơi một chiếc ví, trong đó có 30 triệu tiền Việt Nam và nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng. Theo đó thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa nhận được thư của một nam hành khách cảm ơn nhân viên của hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã giúp hành khách tìm lại được chiếc ví chứa nhiều tiền và nhiều giấy tờ quan trọng khác đã bỏ quên tại nhà ga T1. Theo đó, một nam hành khách sau khi đáp chuyến bay tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đánh rơi một chiếc ví, trong đó có 30 triệu Việt Nam và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác. Hành khách cũng đã được nhân viên an ninh hàng không Nội Bài hỗ trợ tìm kiếm và trao trả lại. Và sự việc chi tiết hơn đó là khoảng 21:40 ngày 11 tháng 6, anh Ngô Lâm, tổ phó đội an ninh trật tự ga quốc nội Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài, trong lúc làm việc kiểm soát an ninh, đã phát hiện một chiếc túi cầm tay màu đen tại khu vực hạn chế đến sảnh B nhà ga hành khách T1. Ngay sau đó, anh Lâm đã báo cho cán bộ trực đội và triển khai kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh hàng không, lập biên bản. Sau khi kiểm tra, phát hiện chiếc túi có chứa 55 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, một tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và hai tờ mệnh giá 100.000 đồng, tương đương với gần 30 triệu và một số tài sản cá nhân khác. Vì vậy, khi chúng ta di chuyển bằng đường hàng không và đặc biệt hạ cánh ở các sân bay trong nước cũng như là sân bay quốc tế thì chúng ta nên kiểm tra tư trang, đặc biệt các loại giấy tờ có liên quan và tài sản có giá trị cao. Nói chung thì việc mà mang tiền từ Mỹ về Việt Nam, từ nước ngoài về Việt Nam đó, trước đây cũng có một số anh chị là có thể mang 7-8.000 đô la Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam mà cũng không hề hấn gì, tức là không có bị hải quan phát hiện.
Thực sự thì chúng ta quy định 5.000 đô, nhưng mà anh chị mang 6, 7, 8 ngàn thì cũng không có sao cả. Tại vì với số tiền lớn như 5 hành khách vừa rồi thì mới đáng là lo ngại thôi. Chứ còn chúng ta mang có vài ngàn đô la Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam thì cũng không có sao hết. Tất nhiên quy định là 5.000 đô, nhưng mà những anh chị nào tránh gặp rắc rối thì chúng ta nên khai báo cho an toàn. Có một số anh chị mang cả 10.000 đô la, anh chị đã chia làm nhiều túi để trong quần nè, để túi áo và để túi đeo trên lưng luôn. Và khi nhập cảnh qua mấy số chú an ninh thì cũng không có hải quan nào phát hiện và cũng không có làm gì hết. Thì nói chung việc này cũng là hên xui thôi cô chú anh chị và các bạn. Và để an toàn nhất, tránh gặp rắc rối, chúng ta nên khai báo để chúng ta không có phải lo lắng hồi hộp gì hết.
Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm ngày 15 tháng 6 năm 2023 cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.